Sau khi rời câu lạc bộ Viettel, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã chính thức cập bến câu lạc bộ Nam Định. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá, nơi cập nhật thông tin bóng đá mới, hấp dẫn và uy tín. Trang chủ câu lạc bộ Nam Định mới đây thông báo đã ký hợp đồng với thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Theo nhiều nguồn tin, thủ môn của đội tuyển Việt Nam sẽ ký hợp đồng 3 năm kể từ mùa giải 2023, kèm theo mức lương và đãi ngộ cao. Trước đó, Trần Nguyên Mạnh đã kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Viettel vào ngày 10 tháng 11 năm 2022 sau 3 năm gắn bó. Ban đầu, thủ thành Nguyên Mạnh ưu tiên quay về thi đấu cho câu lạc bộ quê hương là Sông Lam, Nghệ An. Tuy nhiên, câu lạc bộ này lại không mặn mà với Nguyên Mạnh. Trong tình cảnh đó, câu lạc bộ Nam Định đã nhanh chóng đưa ra bản hợp đồng hấp dẫn và nhận được sự đồng ý của thủ thành sinh năm 1991. Thủ thành Nguyên Mạnh vừa có mùa giải thi đấu ổn định cùng câu lạc bộ Viettel, cán đích ở vị trí thứ tư ở V-League 2022. Trong 3 năm gắn bó với câu lạc bộ Viettel, anh đã giành được chức vô địch V-League 2020. Hiện nay, Trần Nguyên Mạnh đang tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022 khởi tranh vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Trần Nguyên Mạnh là cái tên chất lượng đầu tiên mà câu lạc bộ Nam Định đưa về sân Tiên Trường để chuẩn bị cho mùa giải 2023. Sau khi trụ hạng thành công, câu lạc bộ Nam Định nhận được sự đầu tư rất mạnh từ các nhà tài trợ để bứt phá mùa giải 2023. Huấn luyện viên trưởng Vũ Hồng Việt chia sẻ về việc chuyển nhượng của Nam Định. Mùa giải V-League và Cúp Quốc gia 2023 có nhiều thay đổi về thể thức, thời gian thi đấu với sự khốc liệt và canh đua cao nên đội bóng cần độ dày về chất lượng và nhân sự. Nam Định dự kiến có một số sự tăng cường về lực lượng mùa giải 2023 nhưng vẫn có kế hoạch sử dụng các cầu thủ mà đội bóng tự đào tạo. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 12, câu lạc bộ Nam Định sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2023. Bạn nghĩ sao về việc thủ môn Trần Nguyên Mạnh gia nhập câu lạc bộ Nam Định? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.